đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, hưởng lộc trời ban, trúng số liên tiếp, đổi đời cực giàu có, đón Tết 2025 âm lịch giàu sang phú quý. Sinh thời hiếu nghĩa mẹ cha, vinh hoa phú quý tiền tài bao la, bốn mùa phất lộc vượng gia, không lo thất bát an khang rạng ngời, lộc sinh phúc lộc tuyệt vời, ấm no hạnh phúc muôn đời thịnh hưng. Hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc. Vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Mậu Ngọ sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Mậu Ngọ hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Mậu Ngọ phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng cô bác tuổi Mậu Ngọ đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Mậu Ngọ không được dễ dàng làm mấy. Mậu Ngọ thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Mậu Ngọ hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Mậu Ngọ những điều bất như ý cô bác nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Mậu Ngọ hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Mậu Ngọ đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Mậu Ngọ, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Mậu Ngọ nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Mậu Ngọ thay đổi, thì thái độ của Mậu Ngọ cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi, thì tính cách của Mậu Ngọ sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Mậu Ngọ chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác Mậu Ngọ thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Mậu Ngọ có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng theo dõi. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tuổi Ngọ được coi là con giáp du mục trong 12 con giáp, người sinh tuổi Ngọ luôn tới lui từ chỗ này sang chỗ khác, nhảy từ dự án này sang dự án nọ, chương trình này sang chương trình khác. Họ là người ưa thích sự đổi mới, ham hoạt động, thích độc lập, khó thích ứng với công việc có tính cố định và nhàm chán. Người sinh năm Ngọ rộng rãi, hào phóng, mẫn tiệp, trang điểm hợp thời, giỏi đối đáp ngoại giao, sức quan sát tốt, đầu óc nhanh nhẹn, cởi mở, dí dỏm lý thú, thích tự do đi đây đi đó, không chịu sự ràng buộc vào bất cứ cái gì, thích làm việc theo sở thích, hay thay đổi, dễ đam mê và cũng mau chán, tính khí nóng nảy, khi bị chọc tức thì lửa giận bừng bừng, xong cũng hết giận rất nhanh. Những người có cung mệnh này thường khá bốc đồng, họ không chịu nổi những gì tẻ nhạt dập khuôn, họ có khuynh hướng rất thích đi xa và không dừng ở đâu lâu được. Màu sắc họ yêu thích là vàng và cam, tất cả hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu, tạo nên một sự thoải mái, tinh tế mà chân thành phù hợp với cá tính của những người tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ ưa hoạt động, họ làm việc không mệt mỏi để hoàn thành công việc, nhưng đó phải là thời hạn do chính họ đặt ra. Người tuổi Ngọ có biệt tài tính toán nhanh như chớp, có thể phân tích tình huống và con người trong nháy mắt, nhưng đôi khi lại quá nhanh nên đã hành động trước khi nhìn thấy toàn bộ vấn đề. Có khả năng đảm nhận nhiều việc cùng một lúc, họ thường xuyên bận rộn và thích được thử sức mình, vì thế họ có thể bị kiệt quệ sức lực tinh thần lẫn thể xác. Người tuổi Ngọ có tham vọng và tự tin vào khả năng riêng, họ chẳng mảy may quan tâm xem người khác nghĩ gì và giỏi tránh né vấn đề, đôi khi họ kém kiên nhẫn và dễ nổi nóng, dù rằng họ chẳng mấy khi thù oán ai, cá tính xúc động sẽ thiếu những suy nghĩ chín chắn nên hay bỏ lỡ những cơ hội tốt. Trời sinh ra họ có cá tính đa biến, nhất là họ lại có đặc điểm thích mới nới cũ,
họ thường tỏ ra hiếu kỳ mãnh liệt trước bất kỳ công việc mới mẻ nào, không thích những công việc đơn điệu, ít thay đổi. Do cá tính thẳng thắn, nên có chuyện gì người tuổi Ngọ thường hay bộc lộ ngay. Họ không thích những ai tính tình thăng trầm, lắm mưu mẹo. Họ thích sống vui vẻ, lạc quan yêu đời, có chí tiến thủ, hết mình trong công việc, nhiệt tình thân ái trong quan hệ. Ở họ luôn bùng lên một sức sống tươi trẻ, khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái. Họ cũng là người có lòng chính nghĩa, yêu ghét rõ ràng, thông minh, lanh lợi, phản ứng nhanh, có giác quan thứ 6 nhạy bén, vui vẻ hòa đồng. Họ luôn được nhiều người yêu mến và có nhiều bạn tốt. Mặc dù hơi thất thường, họ luôn là người thân, người yêu, người bạn chân thành và đáng tin cậy. Những người sinh năm con ngựa thường có cá tính phóng khoáng, không căn cơ, có năng lực suy nghĩ độc lập và ít để bụng. Họ có lòng tự tin cao, đối nhân xử thế tốt, gặp việc gì họ cũng thường bắt tay làm ngay, không chần chừ do dự, nhưng chính sự nhanh nhẹn đó lại cấu thành nên điểm yếu của họ, nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Tính thiếu kiên nhẫn này khiến cho tuổi ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Nhược điểm lớn nhất của người tuổi Ngọ là tính tình nóng nảy, gấp gáp, cố chấp, không lường đến hậu quả. Họ hay dao động, khó ràng buộc, đứng núi này trông núi nọ, có lúc ham muốn lớn nằm ngoài khả năng sức lực của bản thân. Họ luôn lấy việc giúp người khác làm vui, không thể khước từ lời yêu cầu của người khác, nên thường vì đôi lời tán dương mà đáp ứng quá nhiệt thành. Trong trường hợp thiếu suy nghĩ kín kẽ, họ hay hành sự theo kiểu cảm tính, làm những điều không sao hiểu nổi. Đây cũng là một trong những nhược điểm lớn nhất ở họ. Họ là người có tinh thần độc lập cao, nên sớm lập được sự nghiệp cho riêng mình. Nhiều ví dụ cho thấy, người tuổi Ngọ thời trẻ thường xa gia đình. Dù ở nhà, tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Họ thà nắm chắc tình huống trong tay mình trước, chứ không chờ đến kẻ khác tác động hoặc cho ý kiến. Họ giỏi tự lực cánh sinh, dũng cảm xông lên phía trước, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để vượt qua người khác. Tính một thân một ngựa này khiến cho họ dễ thành công hơn. Họ cũng là những người luôn luôn lạc quan cho dù gặp phải khó khăn, thất bại. Do vậy, họ sẵn sàng quên đi quá khứ để hướng về tương lai, làm lại từ đầu tạo dựng sự nghiệp. Trong quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn, họ là những người chân thành, đáng tin cậy, đúng sai phân minh rạch ròi, lòng dạ rộng rãi, dám xông vào hiểm nguy để giải quyết vấn đề khi gặp sự cố. Tuổi Ngọ có tinh lực dồi dào, ưu điểm nổi bật của họ là rất tự tin. Khi gặp buổi tụ hội hay hoạt động nào đó, họ thường hay trau chuốt ngoại hình, ăn mặc vừa đặc biệt, đẹp đẽ và giản dị, tiện lợi, thông minh, hòa đồng, hoạt bát, đầy nhiệt huyết và luôn tràn trề sinh lực. Người tuổi Ngọ thường là trung tâm của những bữa tiệc, những cuộc hội họp. Họ thích sống trong môi trường sôi nổi và vui vẻ. Trong các buổi tiệc tùng, bạn sẽ thấy tuổi Ngựa là tuổi thường hay có mặt nhiều nhất. Họ cũng là những người rất hiếu khách, thích những bữa tiệc thân mật, ấm cúng và vui nhộn. Họ giao tiếp rộng, nhiều bạn bè, mỗi ngày lại kết thêm bạn mới, tuy nhiên lại chẳng bao giờ dựa dẫm vào những người bạn này. Tuy nhiên, có một điểm lạ là tuổi Ngựa hay cảm thấy mình hơi thua kém bạn bè chút đỉnh, nên hay thay đổi nhóm bạn chỉ vì vô cớ cảm thấy mình có gì không hoàn chỉnh lắm. Người tuổi Ngọ thích các hoạt động rèn luyện về trí tuệ và thể chất. Mọi người có thể dễ dàng nhận ra người tuổi Ngọ trong đám đông qua cử chỉ nhanh nhẹn, tư thế tao nhã và cách nói năng từ tốn của họ. Họ cũng phản ứng rất nhanh, quyết đoán kịp thời. Ngựa thuộc vào các con giáp nằm phía đông, đại diện cho các công tử hào hoa, phong nhã, thích hưởng thụ và các tiểu thư yểu điệu, xinh tươi. Họ ưa thích sự náo nhiệt, đối xử với mọi người khẳng khái, rộng rãi. Họ làm việc linh hoạt, cũng giống như quan điểm về tình yêu của họ vậy. Hơn nữa còn rất nhạy bén cơ động, luôn chi phối những người xung quanh. Những người tuổi Ngọ thường rất khéo tay, nhưng họ cũng thường hay bỏ dở công việc khi có những thứ khác thu hút sự chú ý của họ hơn. Điều cần bổ sung lớn nhất cho tuổi Ngựa là phải tập cho tâm tính hòa nhã, có như vậy mới không bị cho đảo và thấy rằng hạnh phúc trong đời là ngay đây, không phải đâu xa. Nhìn bề ngoài họ có vẻ ung dung tự tại, song bên trong họ lại hay nóng vội, thiếu kiên nhẫn, hay phán đoán sự việc bằng ấn tượng đầu tiên, dựa vào trực giác suy đoán tương lai. Song điều kỳ lạ là trực giác của họ rất ít khi sai. Nhược điểm của người tuổi Ngọ là khi gặp chuyện thì nóng nảy, cố chấp, tính khí quá mãnh liệt, nhưng chuyện qua rồi thì quên rất nhanh. Còn nữa, họ không thể nhận thức một cách tỉnh táo về nhược điểm của mình và khó sửa chữa thiếu sót trong một thời gian ngắn. Điều này đôi khi khiến họ có thái độ thiếu tôn trọng người khác, thậm chí gần như thô bạo. Anh ta luôn yêu cầu người khác làm việc với tốc độ nhanh giống mình. Khi không đạt được hiệu quả như dự tính thì lập tức cầu nhàu luôn miệng, tỏ vẻ không vui. Anh ta thường thỏa mãn với thành tích nhỏ xíu một cách ấu trĩ, rồi chìm đắm trong đó. Hơn nữa còn hay quên làm việc lơ đãng, thiếu tập trung, đôi khi còn sai giờ, không ăn khớp. Người tuổi Ngọ thường thích gì làm nấy, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ,
thích bạn bè người thân vây quanh phục vụ cho mình. Mẫu người này luôn hướng người khác theo suy nghĩ của mình. Bằng những lời lẽ đầy sức thuyết phục, khi trình bày suy nghĩ của mình, anh ta thường khoa chân múa tay, chưa nói hết toàn bộ những gì chất chứa trong lòng, thì chưa chịu thôi. Người tuổi Ngọ họ rất khó thích ứng với thời gian biểu cố định do người khác đặt ra, hơn nữa họ thiếu tính nhẫn nại khi phải theo một khuôn khổ nào đó, không thích hợp với các công việc đơn điệu, trùng lặp, thiếu biến hóa. Nếu phải làm việc một nơi cố định, lặp đi lặp lại, họ sẽ không phát huy được hết tài năng và cảm thấy đó là điều bất hạnh không sao chịu nổi. Cho nên tốt nhất hãy cho họ làm các công việc có tính năng động và sáng tạo như nghệ thuật, văn hóa, học thuật, tôn giáo, báo chí, xuất bản, biểu diễn, phục tràng. Ngoài ra, họ cũng thích hợp với công việc dạy học, cố vấn, nhà tâm lý, phiên dịch trong những công việc khó khăn. Họ luôn tìm ra phương cách tối ưu đạt hiệu quả cao nhất. Sự linh hoạt, óc nhạy bén và khả năng học hỏi nhanh giúp họ có thể phù hợp với hầu hết các ngành nghề. Đặc biệt khả năng ngôn ngữ của họ rất sắc bén, tinh tế, vì thế họ có thể hoạt động rất tốt trong những lĩnh vực truyền thông, giao tiếp. Doanh nhân năm Ngọ là những người nhạy bén, giỏi nói, giỏi giao tiếp, khi biện bạch rất có logic, hành động của họ nhanh nhạy, có đầu óc quan sát thị trường và những sự biến động của nó để tìm ra quy luật đúng. Anh ta sẽ nghĩ nhiều chủ ý mang tính xây dựng, tìm ra những cao chiêu để giải quyết vấn đề. Người tuổi Ngọ giỏi tháo gỡ những sự việc rắc rối như mớ bòng bong, cho nên nếu bên cạnh bạn có một người tuổi Ngọ giúp sức, bạn có thể yên tâm giao hết mấy chuyện phức tạp rối như tơ vò cho anh ta giải quyết. Khi được quyền tự do xử lý những việc đó, anh ta sẽ đạt được thành tích cao, nhưng hãy nhớ luôn luôn thúc giục, đôn đốc, bằng không anh ta sẽ lơ là, không chú tâm. Nữ giới sinh năm Ngọ thì sinh khí dồi dào, cử chỉ thanh nhã, trang điểm hợp thời, hoạt bát, ngón tay nhỏ nhắn, thân hình thon thả. Song có thể làm quán quân trong giới thể thao, lái xe hoặc là một phụ nữ suốt ngày kể lể, căn nhằn luôn miệng. Người nữ tuổi Ngọ là người ham hoạt động và cùng một lúc thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Họ là người lúc nào cũng bận rộn vì công việc. Cô ta có thể cùng một lúc sửa móng tay, xem TV, chăm sóc con cái và gọi điện thoại cho bạn bè. Cô cho rằng nghỉ ngơi thật là thừa. Vì vậy hoạt động vui chơi giải trí của cô đối với chúng ta quả là hình thức là dao động nặng nhọc, hao phí tinh lực. Nếu có ai đề nghị đi leo núi, chỉ cần cho cô 2 phút đeo ba lô, cô sẽ tiến bước trên con đường mệt nhọc đó. Nữ giới tuổi Ngọ thích sắp đặt mọi chuyện đâu vào đó. Cô có tinh lực sung mãn, nếu được cô có năng lực xuất hiện tại các chỗ khác nhau. Đôi khi người ta bàn tán cô cạnh tranh với họ, bởi vì không ai trong số những người xung quanh có năng lực làm được nhiều việc đến thế, tốc độ đến thế. Tuổi Ngọ là những người có chí tiến thủ, giàu tinh thần tự lập, tự cường. Đây cũng là những người dũng cảm, không ngại gian khổ và thử thách. Trong quan hệ làm ăn, doanh nhân tuổi Ngọ khá chân thành, đáng tin cậy. Họ luôn giữ chữ tín với bạn hàng. Họ cũng không ngại khi phải đối mặt với hiểm nguy để giải quyết vấn đề nếu có sự cố nảy sinh. Doanh nhân tuổi Ngọ là những người nhanh nhạy trong cả lời nói và hành động. Họ giỏi quan sát thị trường cũng như nắm bắt sự biến động của nó. Để tìm ra hướng đi đúng cho công việc của mình, họ cởi mở, vui tính, thích sự tự do và luôn muốn được làm việc theo sở thích. Nhược điểm của doanh nhân tuổi Ngọ là thiếu kiên nhẫn, thường đứng núi này trông núi nọ. Nữ doanh nhân tuổi Ngọ là người ham hoạt động, họ cũng có khả năng đảm nhiệm và thực hiện nhiều công việc khác nhau trong cùng một thời gian. Thuở nhỏ người tuổi Ngọ thường gặp nhiều hoạn nạn, trắc trở, hoàn cảnh cuộc sống cũng không thật tốt. Vì thế nên thời kỳ thanh niên sau này của bạn cũng bị ảnh hưởng. Thời thơ ấu bạn gầy gò èo lả, nên hay có bệnh tật. Cha mẹ bạn có thể vì những trăn trở của cuộc sống nên không săn sóc bạn được, thiếu sự quản giáo của cha mẹ nên bạn thường gây ra những rắc rối nhỏ, chẳng hạn như bị thương ở tay chân, khiến cha mẹ giật mình. Còn đến thời kỳ thanh niên, những vấn đề khó khăn bạn phải đối mặt cũng rất nhiều, chẳng hạn như học hành, xin việc, thường khiến bạn cảm thấy mọi việc mới gian truân làm sao. Đến thời trung niên, bạn cũng hay gặp những trắc trở tương tự, vì thời trẻ bạn thường rời xa gia đình, kiếm tìm lý tưởng ở bên ngoài, những thất bại liên tiếp khiến bạn càng thất vọng hơn nữa, nhưng tuổi già của bạn khá êm đềm, hạnh phúc. Về mặt tài vận, vì bạn thường nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực, nên bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Đó là nhờ các mối quan hệ ngoại giao rộng, thái độ viên mãn về cuộc sống đã đem lại phúc tài cho bạn. Tuy nhiên, bạn không kiếm tiền dựa vào các phương pháp thiết thực và ổn định, cũng không lợi dụng các khoản đầu tư kinh tế để làm giàu. Bạn dựa vào các mối quan hệ ngoại giao của bạn, làm việc nhờ môi giới, rất thiếu tính ổn định và không đáng tin cậy, nên bạn không có nguồn thu nhập cố định, thậm chí còn chịu cảnh túng thiếu. Trong suốt cuộc đời, bạn đạt được nhiều thành công và cũng không ít thất bại, mọi thứ đều dễ biến đổi. Bởi vậy bạn nên hiểu rõ cái vận thế lên nhanh xuống mau của bạn. Nếu bạn lơ là, thiếu thận trọng giây lát, rất có khả năng khiến bạn phá sản.
thậm chí chẳng còn đất dung thân, bạn phải thận trọng hơn nữa. Chỉ cần bạn kịp thời nắm chắc bản thân, nắm chắc thời cơ, thành công ở ngay trước mắt bạn. Trong công việc đứng trước khó khăn, thử thách, tuổi Ngọ không bao giờ sợ hãi, lùi bước. Ngược lại, càng khó khăn họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy, những lúc gặp phải gian nan, khó khăn, tuổi Ngọ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tuổi Ngọ năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với đam mê công việc, họ dường như không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Ngược lại, tuổi Ngọ còn có thể giúp đỡ nhiều người nghèo khổ, có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống để đạt được thành công. Tuổi Ngọ đã phải trải qua không ít khó khăn, thất bại và cả sự tuyệt vọng. Khi họ nhận ra những thay đổi nhanh chóng luôn khiến họ rơi vào tình thế khủng hoảng, thì cũng là lúc tuổi Ngọ quyết định thay đổi bản thân, kiên trì bước tiếp trên con đường mình chọn, dù có đầy chông gai gian khổ. Tổng quan tử vi năm 2025 của người tuổi Mậu Ngọ 1978. Tuổi Mậu Ngọ sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 đến ngày 27 tháng 1 năm 1979. Cầm tinh con ngựa, thiên can Mậu kết hợp với địa chi Ngọ mang ý nghĩa cứu nội chi mã, ngựa trong chuồng. Tuổi Ngọ 1978 mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, mệnh hỏa, xét theo thuyết ngũ hành. Mệnh hỏa của tuổi bình hòa với mệnh hỏa của năm, đây là điều tốt lành. Thiên can Mậu bình hòa với thiên can Ất, địa chi Ngọ bình hòa với địa chi Tỵ. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ trong năm Ất Tỵ vừa có thuận lợi, vừa có thử thách. Với chiều sâu kinh nghiệm, Mậu Ngọ có thể đảm nhận những vị trí từ thấp đến cao trong công việc, đạt hiệu quả năng suất cao. Tuổi Mậu Ngọ 1978 là mẫu người luôn dũng cảm trong mọi công việc, kết hợp với sự nhạy bén trong nhìn nhận cơ hội, chỉ cần kiên trì và nỗ lực, thành công là điều nằm trong tầm tay. Năm nay mệnh chủ có nhiều nhân duyên tốt, được mọi người quý mến và kính trọng. 1. Sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh của Nam Mạng Mậu Ngọ năm 2025 chính là sao Thủy Diệu. Đây là phúc lộc tinh, chủ về tiền tài dư giả, sự nghiệp hanh thông. Tuy nhiên, Thủy Diệu cũng là sao liên quan tới thị phi, gây ra chuyện tranh chấp, cãi cọ thiệt thân. Nam Mậu Ngọ có thể hóa giải những rắc rối này bằng khả năng ăn nói khéo léo và thái độ thân thiện, hài hòa. Mệnh chủ nên tận dụng thời vận thuận lợi để tiến hành những kế hoạch lớn trong công việc, cuộc sống. Khi gặp trắc trở, chỉ cần kiên trì, nhẫn nại thì mọi chuyện sẽ dần suôn sẻ trở lại. Khi công thành danh toại, không nên kiêu căng, ngạo mạn thì mới hưởng phúc lộc dài lâu. Đối với nữ mạng, năm 2025, sao Mộc Đức sẽ chi phối vận trình tử vi của nữ mạng tuổi Mậu Ngọ. Mộc Đức được coi là phúc tinh chủ về thịnh vượng, an khang trong hệ thống cửu diệu, mang đến may mắn cho cả nam lẫn nữ. Người được sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ có đường công danh rộng mở, tài lộc dồi dào. Vậy nên năm mới sắp tới là thời điểm thích hợp để mệnh chủ triển khai các dự định lớn. Tuy nhiên, nữ Mậu Ngọ không nên chủ quan, ngay cả khi đạt được thành công cũng cần hành động cẩn trọng. 2. Vận hạn. Năm 2025, Nam Mạng Mậu Ngọ chịu ảnh hưởng của hạn thiên tinh. Người gặp hạn này cần phải đề phòng những vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan tới đường ruột. Ngoài ra, mệnh chủ cũng cần lưu ý tới lời ăn tiếng nói để tránh vướng phải mâu thuẫn không đáng có. Để bảo vệ sức khỏe, nam tuổi Ngọ 1978 nên ăn uống lành mạnh, tập luyện thể thao thường xuyên và hạn chế sử dụng những chất gây hại như rượu, bia, thuốc lá. Ngoài ra, sống lạc quan, tinh thần vui vẻ, dĩ hòa vi quý với mọi người để duy trì năng lượng tích cực cho cuộc sống. Với nữ mạng, năm 2025 người nữ tuổi Mậu Ngọ gặp hạn tam kheo, chủ về những tác động tiêu cực đối với sức khỏe. Mệnh chủ không nên lơ là trong việc bảo vệ sức khỏe, tránh ham công tiếc việc mà làm quá sức, khiến tinh thần mệt mỏi. Để giảm trừ vận hạn, nữ mệnh chủ hãy duy trì lối sống lành mạnh và giữ thái độ sống tích cực, thường xuyên vận động, rèn luyện cơ thể vừa giúp xương khớp chắc khỏe, linh hoạt, vừa nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. 3. Vận niên. Năm 2025, vận niên của nam nữ mạng tuổi Mậu Ngọ là hổ nhập nội, có ý nghĩa là hổ trở về đồng bằng. Khi gặp vận niên này, mệnh chủ không nên vội vàng đưa ra những quyết định quan trọng. Trước khi tiến hành công việc, hãy lập kế hoạch cẩn thận, chu đáo. Sức khỏe tinh thần cũng nên được chú trọng, không nên buồn lo, suy tư nhiều. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi năm 2025 âm của 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Mậu Ngọ đầu năm mới này biến động khá mạnh, thăng trầm khó đoán.
cần hết sức lưu ý để có sự chuẩn bị tốt nhất do chịu sức ép của cục diện thái tuế tương hại. Những chú ngựa rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách, phải đối mặt với nhiều trở ngại. Lại thêm sự xuất hiện của thiên quan là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạnh tranh tăng lên, cạm bẫy đầy rẫy. Bạn cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất chắc. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm cả hai cát tinh thiên đức, thiên vu nâng đỡ, nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi. Lúc nguy cấp được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh. Do đó, dù trở lực lớn đến đâu, cũng đừng vì thế mà nản lòng. Việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Công việc nhiều trắc trở cũng ảnh hưởng một phần đến tài lộc của con giáp này. Đầu năm không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài. Còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền, các khoản chi tiêu vẫn gia tăng, cần có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh hao tài. May mắn là chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ tiến triển theo chiều hướng tích cực trong Tết 2025 âm lịch này, các mối quan hệ hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái sớm được hóa giải, người độc thân được mai mối, giới thiệu nhân duyên tốt, hứa hẹn trải nghiệm bất ngờ. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Mậu Ngọ 1978, năm 2025 âm lịch. Theo dõi tử vi 12 con giáp nhận thấy, đầu năm 2025 âm lịch, cục diện tương hại gây không ít sóng gió cho đường công danh của người tuổi Đinh Tỵ. Bạn trở nên nóng tính, có những suy nghĩ mang tính cực đoan nên rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách, đương đầu với không ít trở ngại, lại thêm sự xuất hiện của thiên quan là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạm bẫy đầy rẫy. Lời khuyên là hãy chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng những rắc rối vốn có thể tránh được. Cạnh tranh trong năm không thể thiếu, những bất đồng trong quan điểm, cách nhìn nhận công việc càng khiến việc hợp tác làm việc chung trở nên khó khăn hơn. Tuổi Mậu Ngọ cần luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, thái độ khiêm nhường, đừng để những cảm xúc bốc đồng che mờ lý trí, mà gây mâu thuẫn ở nơi công sở kẻo bị tiểu nhân đố kỵ, họa thị phi cũng sinh ra từ đó, ngăn cản bước đường tiến thân. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm cả hai cát tinh, thiên đức, thiên vu nâng đỡ, nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi. Lúc nguy cấp được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh, thậm chí nếu làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của bạn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, rất có lợi cho đường tiến thân sau này của bạn. Do đó, dù trở lực lớn đến đâu cũng đừng vì thế mà nản lòng, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Ngoài ra những chú ngựa cũng đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Mọi việc tự lực cánh sinh sẽ đảm bảo kết quả chắc chắn hơn. Bạn càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công lại càng cao. Xét phương diện tài lộc, tuổi Mậu Ngọ 1978, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi năm 2025 âm lịch nhận thấy, trong thời điểm năm Ất Tỵ, người tuổi Mậu Ngọ chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện tương hại, nên tinh thần có phần dễ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của con giáp này. Bạn có thể mất tiền vào những sự cố liên quan đến công việc như đền bù sai sót, nộp phạt, đưa ra quyết định sai lầm. Vì vậy bạn nhớ để ý tới các con số trong hợp đồng, kiểm tra kỹ càng trước khi đặt bút ký, tránh sai sót nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra đền bù. Người làm kinh doanh cũng cần hết sức đề phòng trước những lời mời đầu tư với mức lợi nhuận béo bở. Thiên quan là hung thần liên quan tới tiểu nhân, có thể khiến bạn bị lừa gạt, lợi dụng mà mất tiền oan. Nhìn chung đầu năm không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài, tức công việc chính. Còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền. Bởi thế, những chú ngựa nên tập trung vào công việc hiện tại. Đừng mơ mộng hay ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác. Nó chỉ khiến bạn mất thời gian và công sức, chứ thành quả thu về không xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Các khoản chi tiêu đầu năm vẫn gia tăng nếu không có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh hao tài. Bạn cần học cách chi tiêu khoa học hơn, có như vậy mới mong tích lũy khoản dư thừa, dùng cho tương lai lâu dài. Để cải thiện tài vận của mình, người tuổi Mậu Ngọ có thể áp dụng phong thủy phi tinh. Bát bạch chủ tài lộc ngụ tại cung Đông Bắc, bạn có thể đặt bể cá phong thủy tại vị trí này có tác dụng thúc tài rất tốt. Xét phương diện tình duyên, tuổi Mậu Ngọ 1978, năm 2025 âm lịch. Rất may là sau những tin buồn trong công việc và tài lộc, thì người tuổi Mậu Ngọ vẫn đón nhận tin tích cực trên phương diện tình cảm của mình.
Đầu năm nguyệt lệnh lâm đất trường sinh mang tới hỉ khí cho tình yêu đôi lứa. Nam nữ độc thân có nhiều cơ hội làm quen, kết thân với đối tượng khác giới. Có người lại được người thân, bạn bè tích cực mai mối, giới thiệu cho người phù hợp. Hãy gác lại những điều cũ kỹ trong quá khứ để sống cho hiện tại và hướng tới hạnh phúc trong tương lai. Điều bạn cần làm lúc này là hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp sắp xảy ra, đừng khép chặt trái tim mãi như thế. Với người đã có gia đình, bản mệnh có chỗ dựa tinh thần vững vàng, gia đình yên ổn khi các mối quan hệ hài hòa, giữa cha mẹ với con cái có được tiếng nói chung. Gia đạo trong ấm ngoài êm, hầu như không có trở ngại nào quá lớn. Nhờ vậy, bạn có thể yên tâm tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, công cuộc kiếm tiền làm giàu. Xem phi tinh đầu năm mới, sao nhất bạch chủ đào hoa, nhân duyên nhập cung chính bắc, đây là phương vị vượng đào hoa, bạn nên thường xuyên đặt hoa tươi tại đây để tăng cường cát khí, thúc đẩy nhân duyên tốt lành, từ đó người độc thân sớm tìm được ý chung nhân, các cặp đôi giữ được mối quan hệ khăng khít. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Ngọ 1978, năm 2025 âm lịch. Bước sang độ tuổi 48, cơ thể sẽ gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường thấy ở tuổi trung niên trong năm 2025. Mệnh chủ nên phòng tránh bệnh tật bằng cách khám sức khỏe định kỳ, chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp cùng với việc tập luyện thể thao, sẽ giúp sức khỏe dẻo dai, duy trì vóc dáng thon gọn. Việc cải thiện sức khỏe tinh thần bằng cách suy nghĩ tích cực, lạc quan hoặc thiền định cũng rất cần thiết. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách dài hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an may mắn. Đối với nam mạng Mậu Ngọ, hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2025. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật, mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng Mậu Ngọ, cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2025. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Hóa giải hạn tam kheo năm 2025. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Vâng thưa quý vị, theo truyền thống lâu đời của người Việt, việc chọn tuổi xông nhà vào ngày đầu năm mới là phong tục không thể thiếu để cầu tài lộc.
may mắn, điều quan trọng nhất là người đến xông nhà phải hợp tuổi với gia chủ và có tính cách hiền lành, tử tế. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Mậu Ngọ. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Tân Mùi 1991, tốt, Tân Sửu 1961, tốt, Tân Mùi 1931, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Đinh Sửu 1997, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Quý Sửu 1973, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt, Giáp Thân 2004, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Ất Hợi 1935, không tốt, Mậu Tý 1948, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Quý vị thân mến, khi bước vào tuổi trung niên, người ta già đi thiếu năng lượng trong khi cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo, đối với họ đôi khi cần dốc hết sức mình để giải quyết cho chu đáo. Và một cách mỹ mãn, trong cuộc sống của những người trung niên, chỉ cần trong lòng họ còn những trách nhiệm, họ vẫn phải chịu đựng những muộn phiền, mệt mỏi. Mọi người đến với thế giới này với trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình, tìm kiếm một cuộc sống và hạnh phúc cho riêng mình. Con người ở tuổi trung niên càng nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. Khi một nhà lãnh đạo cần giống như một nhà lãnh đạo giỏi, khi một nhân viên được yêu cầu giống như một nhân viên tốt, một người cha phải như một người cha tốt, một người chồng phải như một người chồng tốt, một người vợ phải như một người vợ tốt, thật không dễ dàng để một người trung tuổi hoàn thành tốt mọi vai trò. Hãy chừa chút khoảng trống cho tâm hồn của chính mình và đừng sống quá mệt mỏi. Điều quan trọng đối với một người tuổi trung niên. Khi đến tuổi trung niên, con người phải học cách giữ cho mình sự bình tĩnh, chút bỏ gánh nặng, trau dồi nghị lực để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi đến tuổi trung niên, con người ta phải học cách không sống mãi với quá khứ, cho dù những gì đã xảy ra ngày hôm qua đáng tự hào và tươi đẹp đến đâu, thì đó cũng không phải là thành công của ngày hôm nay, cho dù thất bại và tiếc nuối của ngày hôm qua đau đớn và tiếc nuối đến đâu, nó sẽ không lặp lại lần nữa. Những người ở tuổi trung niên phải học cách không lo lắng về tương lai, đời nhiều chuyện, bạn không thể ngăn cản điều gì nên đến và điều gì không nên, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến. Bạn phải tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc như thường, lo lắng thái quá là lo lắng vô căn cứ. Con người ở tuổi trung niên phải học cách buông bỏ, đừng nghĩ mình quan trọng. Thế giới vẫn sẽ xoay chuyển nếu không có bạn, hãy để trách nhiệm công việc được giao cho những người trẻ, trách nhiệm cuộc sống nên được giao cho con cháu. Học cách buông bỏ thực ra là một cách giải tỏa tinh thần. Đời là gió, hồn là nước, nên khó giữ cho mình được yên lặng. Một người chỉ có thể chiến đấu chống lại những ham muốn và cám dỗ của cuộc sống nếu anh ta cải thiện được sự tu dưỡng về thể chất và tinh thần của mình, có thể không lay chuyển trước những được và mất. Cho dù giông tố lớn đến đâu trong cuộc đời không thể lay chuyển trái tim bình lặng của bạn, đó là nền tảng để tự tu dưỡng. Những người ở tuổi trung niên học cách giữ cho mình im lặng, mọi thứ trên đời đều phát triển trong yên bình. Cuộc sống là một cái cây, chỉ bằng cách học cách nghỉ ngơi hợp lý thì cây sự sống của chúng ta mới có thể tươi xanh. Chỉ khi chúng ta rèn luyện tinh thần, chúng ta mới có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Lão Tử nói, vạn vật đều thuộc về cội nguồn, quay trở lại gốc có nghĩa là tĩnh, tĩnh có nghĩa là trở lại cuộc sống. Chỉ bằng cách tự mình nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể khôi phục chức năng sống, không sống quá mệt mỏi. Ở tuổi trung niên, làm thế nào để giữ được sự bình yên trong tâm hồn vào lúc bận rộn nhất mới là điều quan trọng nhất. Để vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực bất cứ lúc nào, hãy giữ cho trái tim vui vẻ, không giữ lại điều gì trong lòng. Tu dưỡng bản thân là nâng cao cảnh giới tinh thần của mình,
Chỉ khi không còn mệt mỏi về thể chất và tinh thần, bạn mới có thể thực sự nghỉ ngơi cho chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.